để kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của từng doanh nghiệp, từ đó có giải pháp tháo gỡ kịp thời cho phù hợp với đặc thù hoạt động của từng doanh nghiệp. Ngày 19 tháng 10 năm 2017, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức hội thảo nâng cao hiệu quả chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp 2017 dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú và Phó Chủ tịch VCCI Võ Tân Thành. Hội thảo có sự tham dự của các đại diện Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, các vụ, cục ngân hàng nhà nước, nhiều chuyên gia kinh tế, tài chính ngân hàng, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng. Chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp được khởi đầu từ thành phố Hồ Chí Minh tháng 7 năm 2012 với sự vào cuộc của ngành ngân hàng, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp đã nhanh chóng lan tỏa và đã đạt được những kết quả quan trọng trong việc xử lý những vướng mắc trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, kịp thời giải quyết nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp để phục vụ sản xuất kinh doanh. Đến nay, chương trình đã nhân rộng triển khai trên toàn quốc với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Và để chương trình phát triển hơn nữa, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ với các giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hoạt động cho vay, giải pháp điều hành nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, ổn định mặt bằng lãi suất và giảm lãi suất cho vay. Tiếp tục chủ trương tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn, qua đó góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp và phát triển kinh tế. Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế nhận định, chương trình kết nối doanh nghiệp thể hiện tính chủ động, sáng tạo của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại trong việc tháo gỡ khó khăn, thuận lợi cho doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp tham gia mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tiếp cận nguồn vốn ngân hàng để phát triển sản xuất kinh doanh. Tôi nghĩ rằng Ngân hàng Nhà nước đã rất thành công trong cái việc mà thực hiện cái chương trình kết nối ngân hàng và doanh nghiệp. Như thông tin ngày hôm nay, chương trình này đã tạo ra đến 680.000 tỷ tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là một cái số lượng tín dụng rất lớn. Với 680.000 tỷ, nó bằng số lượng dư nợ tín dụng của 3 ngân hàng hạng trung của Việt Nam. Thành ra cái lượng tín dụng tôi nghĩ rằng rất lớn và giúp cho hàng nghìn doanh nghiệp. Thành ra tôi đánh giá cái chương trình kết nối doanh nghiệp ngân hàng rất thành công, và tôi rất mong là Ngân hàng Nhà nước cùng với lại các ngân hàng thương mại và đặc biệt là với các ủy ban địa phương, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này. Và tôi tin rằng chương trình này sẽ là một cái, có thể nói là một cái chìa khóa cho phát triển kinh tế của cả Việt Nam trong những năm tới. Đại diện các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng tham gia hội thảo cũng cho rằng chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp triển khai đã tạo sự gắn kết và mở rộng mối quan hệ đồng hành ngân hàng doanh nghiệp, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng cho doanh nghiệp, tạo động lực phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh nói riêng và nền kinh tế nói chung. Thông qua chương trình, các tổ chức tín dụng đã kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp trong quan hệ tín dụng bằng việc đối thoại trực tiếp, nhanh chóng giải quyết nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý, giảm bớt những khó khăn về vốn và chi phí lãi vay, giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả của chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ khó khăn và đáp ứng nhu cầu vốn vay cho sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, ngành Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, các tổ chức tín dụng, các bộ, ngành liên quan và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ để chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp tiếp tục phát huy hơn nữa hiệu quả của chương trình.